Vâng, xin chào các bạn, mình là Khang Râu. Hôm nay mình review cho các bạn xem một cái món ăn rất là độc đáo. Rất là nhiều người thích ăn món này, nhưng cũng rất là nhiều bạn không dám ăn món này. Vâng, các bạn có thể đoán trên tay mình đang cầm là món gì không ạ? Vâng, đây chính là một đĩa ve sầu non chiên giòn. Ve sầu non là gì thưa các bạn? Ve là cái con ve mà mùa hè đến nó thường kêu ở trên cây phượng đó các bạn. Nhưng mà đây là con ve sầu non, là con ve sầu nó nằm ở dưới đất, nó chuẩn bị bò lên trên cây để nó lột xác biến thành con ve mà có cánh cứng để có thể kêu được. Thì đây là con ve sầu non. Nhiều người sẽ hỏi là cái con ve này có ăn được hay không, thì mình cũng xin thưa là con ve này ăn được nha các bạn, và ăn rất là ngon nữa là đằng khác. Nhưng mà để ăn được con ve này, chúng ta phải biết cách chế biến, và chế biến một cách hết sức công phu và cẩn thận. Lý do vì sao? Lý do là những chú ve này nằm ở dưới đất, được sinh sản ở dưới đất. Những chú ve này sẽ lớn lên từ từ. Sau khi trưởng thành thì các chú ve sẽ chui từ dưới đất, leo lên từ những gốc cây để leo lên những ngọn cây và bắt đầu mọc ra những bộ cánh cứng để kêu mùa hè. Thì chúng ta ăn là chúng ta ăn cái con ve như thế nào? Chúng ta ăn là ăn những con ve non, những con ve mà vừa bò ở dưới mặt đất lên trên gốc cây. Thì mọi người sẽ bắt những con ve này về. Trong lúc bắt thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một cái xô nước vôi, thì chúng ta sẽ bỏ những con ve bắt được vào trong đấy. Tác dụng để làm gì? Tác dụng để cho những con ve này nó nhả bớt những cái chất nhựa, những cái chất bẩn ở trong người của nó ra, để sau đó chúng ta về chúng ta vệ sinh thêm một lần nữa nha các bạn. Điều hết sức cẩn thận là khi ăn những chú ve này là chúng ta phải vệ sinh hết sức cẩn thận. Nếu chúng ta vệ sinh không cẩn thận thì trong những chú ve này có những cái ấu trùng ở dưới mặt đất, thì nó sẽ nhiễm khuẩn, ăn vô sẽ gây ngộ độc. Vì vậy mình không khuyến khích các bạn là bắt ve và chế biến sơ sài và ăn tại chỗ. Chúng ta phải biết cách chế biến ăn một cách cẩn thận và đầy đủ. Chúng ta ngâm vào nước vôi, sau đó chúng ta đem về, chúng ta lại rửa qua rượu, chúng ta lại ngâm qua rượu, rửa qua nước sạch nhiều lần, nước muối, ngâm nước muối thêm nữa rất là nhiều lần. Thì sau đó chúng ta mới có được những chú ve non rất là xinh đẹp và trắng như thế này. Thì trong hình là dĩa ve mà mình đã làm sạch rất là kỹ rồi, và mình đã chế biến bằng cách là chiên giòn, sau đó mình rắc một ít muối lên. Thì trên mặt bàn của mình đang chuẩn bị sẵn hai loại ve. Mình cũng xin giới thiệu hai loại ve này là hai loại ve như thế nào. Cái dĩa ve mình đang cầm trên tay là ve non, nó cũng là ve non. Ve này là ve nó sẽ bò lên trên cây và nó sẽ mọc cánh thành con ve có cánh cứng, nó sẽ kêu rất là to. Khi mà con ve mọc thành cánh cứng thì nó sẽ không thể nào mình sẽ không thể nào ăn được, tại vì nó cứng lắm. Mình ăn là ăn những chú ve non như thế này. Đây mình xin quay cận cảnh để cho các bạn thấy rõ là hình ảnh những chú ve này như thế nào. Vâng, tiếp tục ở dưới đây còn một dĩa nữa là dĩa gì? Vâng, dưới đây còn một dĩa nữa, đó là dĩa ve. Ve này là ve lột chứ các bạn. Ve lột là ve gì? Ve lột là cũng là giống những chú ve non bên đây luôn, nhưng mà nó leo lên trên ngọn cây, nó chuẩn bị lột xác để nó biến thành những con ve cánh cứng. Thì trong quá trình nó lột xác lần cuối này thì người ta sẽ bắt nó. Người ta sẽ bắt nó trong thời điểm này thì con ve nó rất là mềm nha các bạn. Nó rất là trắng phao luôn. Thì giống như con cua lột á, thì những con ve này ăn rất là mềm, rất là đã. Thì cả hai dĩa ve này mình chuẩn bị sẵn rồi để mình review cho các bạn xem cách ăn. Cả hai dĩa ve đều rất là ngon nha các bạn. Mình chiên giòn xong rồi mình rắc một tí muối lên là bảo đảm các bạn là ăn là bá cháy luôn. Đây là gì? Đây là chén nước chấm gia truyền mình đã chuẩn bị sẵn. Chén nước chấm này là mình đã pha rất là nhiều loại gia vị với nhau, sau đó mình sẽ xay đều lên, rất là ngon. Nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua và cay nhẹ. Tất cả các bạn đều rất là thích khi chấm cái nước chấm này khi ăn. Nên các bạn muốn biết cái cách pha cái nước chấm này thì các bạn cứ inbox hoặc là để lại thông tin ở dưới comment. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nước mắm này.
Tiếp theo bên đây là gì thưa các bạn? Đây là một dĩa lá cốc non. Lá cốc này đặc biệt ăn với những chú ve như thế này là rất là ngon nha các bạn. Lá cốc này chấm với nước sốt thì thôi rồi, ăn rất là bá cháy màu chát luôn. Đây mình sẽ chấm thử lá cốc trước, xong rồi mình sẽ chấm qua cái chú ve mình ăn. Đấy, mình ăn thử lá cốc để khai vị nha các bạn. Ngon quá. Hay sau đó mình ăn qua chú ve nè các bạn ơi. Đây mình sẽ cho các bạn xem chú ve. Đây một chú ve lột. Chú ve như thế này các bạn xem như thế này thôi chứ chú ve rất là mềm nha các bạn. Mình lưu ý là các bạn phải biết cách chế biến và vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn. Mình không khuyến khích các bạn là bắt được chú ve ở trong rừng hay là ở vườn cao su hay là ở đâu đó mà các bạn lên các bạn ăn liền là không có đảm bảo vệ sinh. Là mình khuyến khích là không nên làm như vậy. Chúng ta phải chế biến một cách sạch sẽ, làm gọn gàng kỹ trước khi ăn. Đấy, mình cũng đã chia sẻ cái cách chế biến rồi, các bạn nhớ nghe theo cái hướng dẫn của mình. Đây mình ăn chú ve này rất là ngon. Sau đó mình ăn qua chú ve này, mình chấm cái nước này. Mình ăn thêm một chuối này không? Ăn thêm một chuối này. Ngon quá.